tìm được châu Phi và chốt vô địch cho Hàn Quốc là Esports. Ông A hơn nhiều. Cái này là bích, phải bích lượt 4 của Smolder đó, Phương không biết là Smolder không vào đường giữa hay đường dưới, nhưng nó sẽ vòng quanh cái vấn đề là đầu game, cái đam nó sẽ hơi mệt một tí. Phải đổi đường á. Tôi cứ cảm giác cái đam nó sẽ hơi mệt một tí. Tôi mới biết được tiếng Hàn vài phút trước mà. Bây giờ phải thì DK nó đánh giá là con Aura nó có thể thả được. Nó có kế hoạch để thả Aura ra để đánh nè. Đây là tinh thông ngôn ngữ, một bên tiếng Hàn một bên hữu trung. Quá đỉnh cao, quá đỉnh cao. Hoa hậu trả lời. Rồi. 30 phút. Nhưng mà với cái đội hình này thì cảm giác rằng đến giờ này DK câu được 30 phút mà chưa banh đường nào thì ok. DK khả năng của họ là có được cái sát thương từ Orina. 30 phút. Nếu như Orina lên cho mình rất là cái nước mắt thì cần thời gian tích. Bên phía bên kia thì Aura là Merlin nha, rất là dễ để vận hành. Ash với một cái móc diệt bạn có khả năng bắn, thậm chí là gươm suy vong trong cái này cũng được nha. Nếu bên phía bên kia lên cái khổng thần rất là nhiều máu thì bạn lên gươm suy vong trang bị đầu tiên cũng rất hợp nhờ việc của Ash. Đã có đội hình đến từ cả hai đội tuyển và chúng ta sẵn sàng với ván thi đấu đầu tiên của Rodoy Top Esports và Dean Pluskia. Xin mời các bạn hãy đến ngay với bài bình luận của chúng tôi. Họ sẽ là người đi tiếp cùng với cả Gen G và cả Leaning nữa. Do đó thì ở nhánh 22 toàn quái vật thôi anh Dương à. Nhánh 1-2 cũng nhiều quái vật, họ sẽ cố gắng để lên nhánh 22 và tụt từ nhánh 21 xuống cũng nhiều quái vật. Do đó thì một cái chiến thắng là rất quan trọng dành cho cả hai team này. Chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu đầu tiên diễn ra dưới hạt về Top Esports đối đầu với Dean Pluskia. Top họ sẽ ở đội xanh, trong đó có nha. Bạn hỏi con này boss thì con này boss sẽ trả lời lượt bình luận của mình cho bạn nha. Và đừng quên là các bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Riot của các bạn trên trang lolesports.com. Hình như là ngày 13 với ngày 26 rồi phải. Để nhận về các biểu cảm, biểu tượng cũng như là hộp chung kết thế giới độc quyền. Và đặc biệt là khi mà có những cái cướp mục tiêu lớn như là Baron hay là cướp rồng ngàn tuổi thì chắc chắn các bạn sẽ ra được một hộp và mở hộp ra lấy những cái biểu cảm độc quyền tại chung kết thế giới năm nay. Mohan đã đi qua tầm nhìn rồi, bắt mà ép cho một cú hòa kim giáp xuống. Thị trường công nghệ Việt Nam đủ mạnh để mở công ty không đủ nha. Bắt không cho Mohan tiếp cận. Mình nghĩ công nghệ ở Việt Nam đang ở nói chung bây giờ nó vẫn khó về mặt kinh tế nói chung, nhưng mà nếu mà bạn thực sự bạn có khả năng thì tại vì là một cái thị trường trẻ vẫn còn nhiều cái ngách chưa được khai phá hết, cho nên nếu bạn thực sự giỏi thì cái ngành công nghệ bạn mở công ty vẫn có khả năng thành công. Hết tất cả những gì mà anh chàng đã có ở trên người, hai bình máu được sử dụng, còn bây giờ xin giao trong tay của Tian đang lên cấp độ 3 rồi, chuẩn bị băng trụ. Moham cấp 1. Cảm giác được cái đợt lính này. Moham cấp 1. Đến 369 cộng. Kingen cấp 2. Và lúc này thì Kingen đã có cấp độ 2 rồi, cấp độ 3 luôn đến từ Kingen, nhưng mà liền xem họ băng trụ như cấp 2. Đây. Cấp 2 rồi. Cấp 2 rồi, cấp 2 rồi, cấp 2 rồi, 2 rồi. Kingen mất phản công rồi, sẽ vừa kịp ra một nhịp. Bây nhịp 2 hả? Tình huống tốc biến lao vào hất tung được đó. Trụ bắn đầu nhá. Kingen nhảy từ vào lính. Rồi. Kingen đã nằm xuống trước rồi. Một cú hất Q3 về, Moham sẽ là người nằm xuống, nhưng đã là quá thành công cho bên phía Dean Pluskia rồi. Đồng ý, rất là thành công. Không, vẫn phải deny, Kingen phải đẩy Kingen ra khỏi trụ trong tay của Aming thì mới gọi là thành công. Kingen đã hết năng lượng, hết kinh nghiệm. Muốn hit cái chỉ số lính ở trung trụ. Tôi nghĩ là anh ta hoàn toàn có thể làm được điều này mà thôi, bởi vì anh ta lúc này đã có cấp độ 3 và đang có được một đợt lính khá nhiều. Anh ta sẽ cố gắng clear lính để hit thêm. Kẹt lính quá, vậy. Hai người và mấy cô đã phải kẹt lính đi, nhưng mà trụ bắn đau quá. Các lớp sẽ là người dứt điểm được Kingen. Nhưng mà mất rất nhiều thời gian và kinh nghiệm của Kingen hit được. Mình nghĩ là top này, tôi nghĩ lời ông ta. Họ lời tiền ở khiên trụ. Đổi đi đổi lại một hồi, bỗng nhiên Top Esports vẫn duy trì được cái lợi thế của mình. Còn Dean Pluskia họ buộc phải. Đáng sợ lắm đó nha. Nhưng mà can thiệp này đã muốn can thiệp xuống đường dưới. Jacky Love bị che ra. Tốc biến đến rồi Jacky Love nhưng mà đẩy được Mayco vào không? Tường. Mayco đang rất thấp máu, đủ. Aming ăn luôn. Chống chịu là không đủ điều là gục dành cho Aming. Jacky Love bắn không có bao nhiêu. Phản công tốt từ DK. Xuống phá cái thế lính khó. Một tình huống di chuyển rất hay từ Lucid và anh ta dồn sát thương vào người Mayco, người không có phép bổ trợ tốc biến. Trước đó thì Jacky Love cũng đã bắt đầu từ một cái tốc biến để anh ta thoát khỏi cái tầm ngắm của đối phương. Và sau đó sẽ là con rồng thuộc về hai đội đánh cần quá. Dean Pluskia. Lucid di chuyển rất hay ở pha thi đấu rồi và ở khu vực này không hề có một con mắt được cắm ra đến Top Esports ở khu vực dọc sông và chỉ có hai con mắt kiểm soát từ trước đó mà thôi. Và bằng một cách nào đó Lucid đã luồn qua hai con mắt này, lấy đi mạng của người chơi hỗ trợ đối phương. Moham bây giờ cùng với cả Lucid hai đội đánh cái early game này hay quá. Từ đó thì tạo ra một cái thế rất tốt dành cho Aming để anh chàng có thể farm tiếp. Trong khi đó thì ở khu vực sông trên, Tian là người nắm tới quyền kiểm soát những con sâu và đó sẽ là ba con sâu thuộc về bên phía của Top Esports. Họ đổi mục tiêu với nhau, tỷ số hiện tại đang là 2-2, lượng tiền cũng đang bằng khá sát nhau rồi. Đang muốn proxy lính đến từ Kingen, còn 369 cũng là người sẽ chặn lính ở khu vực đường trên mà thôi. Đang được tấn công dòng đến từ các thành viên của Top Esports khi mà đường dưới họ đẩy mạnh mẽ hơn. Sao mấy cơ không tốc biến, cạnh tranh là khá nguy hiểm, chắc là phải bỏ. Dòng này thì anh chàng này chỉ có mục đích đó là ghé thăm một chút xíu, nếu cướp được thì kiếp, còn nếu mà không cướp được thì bắt buộc phải lùi về ngay lập tức. Sẽ là con rồng dành cho Top Esports, đúng với chất tướng của Top Esports khi mà họ sử dụng cái đội hình này.
Và bản đồ của chúng ta sẽ là bản đồ gì đây? Đang chờ đợi những tình huống biến. Nhưng mà đây, Top Esports đang rất cố gắng muốn tấn công với Aiming. Aiming đang bước lên rất cao và ta bắt buộc phải sử dụng cái sải cánh của mình để có thể đi lui về. Nhưng Moham cũng đã mất một nửa cây máu rồi. Cái trụ này cần Lucid, nhưng mà khi mà có 6 sâu thì rất khó để giữ. Muốn tấn công lực hút kinh hoàng được hai người, nhưng sát thương ở đâu ra? Jackie Love đang bắn vào Moham, có dịch chuyển đến đây. Đến từ đường giữa là Cream, Moham sẽ bị nằm xuống. Bên này thì Lucid hất được Aiming về và đó là thảm họa ở bên phía Diplosquia. Bây giờ là 2-5, Showmaker đang ở đây cô đơn một mình. Cream đuổi theo anh ta mà thôi. Những người còn lại đang dắt Jackie Love về để không cho Kingan có thể tạo được một cái điều gì cả. Một quyết định rất sai lầm đến từ Moham ở pha thi đấu vừa rồi. Showmaker xoáy nhưng có một pha nổ đường ngắt cái xoáy này, sau đó thì sát thương bồi và Showmaker là quá nhiều kết hợp với CC nữa. Mạng thuộc về 369, tan nát hoàn toàn dành cho DK ở pha xử lý vừa rồi. Moham anh ta lao vào một cách mạnh mẽ đến như vậy nhưng quên mất rằng đối phương là một con bài Rum và con bài Ash. Showmaker không chạy được cả, trong khi đó những người còn lại dìu Jackie Love về để Kingan không thể tấn công. Và đó là một pha mà 4 điểm hạ gục rơi vào tay của các thành viên bên phía Top Esports. Họ nâng chênh lệch về tiền lên con số là gần 4 điểm. Bữa phân tích hai đội kêu là né né con Smolder ra. Và thế 6 sâu đang giúp cho Top Esports. Họ đang kiểm soát được khu vực đường giữa. Và hơn nữa thì hai cánh của họ lính vẫn ráng đẩy lên rất cao. Sứ giả là thả ra khu vực đường giữa này. Liệu rằng DK họ có thủ nổi hay không? Đang bắt đầu chờ lên xe. Lên xe đến từ Tian ở thời điểm này là quá an toàn đi. Showmaker bắt buộc phải là người có mặt ở đây. Tạm thời cái trụ vẫn đang có đó kinh gần. Kingan đã phản công chúng mà rồi, đó là lực hút kinh hoàng đến từ Moham. Bên này Thiên bán nguyệt thương, người ta lùi ra được. Sát thương đến Jackie Love là nhiều hơn. Yeah, bắt được con xin dao rồi. Yeah. Đến chết bởi Jackie Love. Bắt được xin dao rồi. Nó gõ bán nguyệt thương cho mồm. Tấn công tiếp toàn bộ đội hình của DK thì thấp máu chạy về. Đây là 4-5 đến từ Top Esports. Bên phía của DK họ đang muốn khai thác vào một con xin dao vừa mới xuất hiện sau khi thoát khỏi con sứ giả khe nứt đó. Nhưng sát thương đến từ DK là quá yếu ớt ở thời điểm này. Các thành viên của Diplosquia phải chạy về. Tình ca khỏe điên nha, 303 hai món nha. Đã mất trụ một khu vực đường giữa này. Chuẩn bị hai rồng nha. Diplosquia không thể kiểm soát được con rồng nữa. Và với Ash trong đội hình, thực ra con rồng công nghệ là một con rồng rất ngon dành con Ash, cung cấp thêm cái khả năng tốc độ bắn cũng như là cái bộ khả năng giảm thời gian hồi chiêu nữa, rất hợp với một con Ash. Đội hình của Top Esports rất cần. Vấn đề không phải chỗ của Aurora nha anh em. Thứ nhất là có những cái cổng công nghệ để bọc sau, ép đối phương ra những cái mục tiêu lớn như là con rồng ngàn tuổi, như là Baron về giai đoạn sau. Không có kiểm soát hành vi. Vấn đề không phải nằm có Aurora nha, vấn đề vẫn là tụi DK thôi. Thì bây giờ Top Esports vấn đề vẫn là tụi DK đây chứ không phải nằm ở chỗ Aurora đâu. Đấu này lượng tiền đã tranh nhau rất nhiều rồi. Và tạm thời thì bên phía của Top Esports họ đang bắt đầu những cái quyết định của tụi nó không có chính xác hơn. DK muốn đánh tiếp chăng? Tôi nghĩ ở thời điểm này DK muốn đánh thì chắc là họ sẽ hơi khó một chút. Aiming mới chỉ có hai món đồ mà thôi. Thiên đang lao vào, anh ta đang bị giữ chân lại một chút. Kingan đang có mặt ở đây làm choáng một người Jackie Love. Jackie Love bị hất về với một cú xoáy nhưng anh ta đang thả diều, anh ta đang thả diều là rất tốt. Ôi Jackie Love kìa, bên kia đang rất thấp máu. Cream sẽ là người hy sinh thay những người đồng đội của mình, nhưng đây là 369 xuất hiện. Lucid đang bị làm chậm, Lucid bị làm choáng với đội tại của Rom. Lucid đang về giam cầm không trúng bởi vì Thiên đã sử dụng cú tốc đỉnh thì thôi cả luôn hai bên chứ. Thoát về, mỗi bên mất một người, top đổi mid. Top Esports, Jackie Love bây giờ đã lên tiếp cho mình là một cái thanh kiếm BF. Có lẽ anh ta muốn lên huyết kiếm. Huyết kiếm. Và như vậy thì sẽ có khả năng chống đi cái lượng sát thương cấu xỉa từ 174 stack rồi. Đang cố gắng giữ bùa đỏ rồi, đang bay tiếp. Không tốc biến. Giữ chân lại đó, Scanner của Lucid. Ủa, CC bị hất tung đến chết luôn, đó là Lucid. Và bây giờ thì liệu có phải là Baron? Má top này ác quá, top này ác quá các bạn. Xử lý early game cũng tốt, macro early game tốt, giao tranh tốt. Họ có được từ nãy đến giờ là chưa có mất kiểm soát hành vi một lần nào cả. Có cả Cream nữa. Cream thì lên đồ này thì đánh vào người thì mới đau, chứ đánh vào Baron thì không đau lắm. Rõ ràng là như vậy. DK họ biết rằng mình cũng rất khó để tiếp cận hai Baron này. Khuyến mãi hay vô khuyến mãi thêm mạng hay gì? Đang mở một con đường từ khu vực đường giữa chạy ra sông trên. Còn ở đường dưới Jack đang đẩy cánh, 369 là người di chuyển xuống. Thì liệu rằng có một tình huống đánh không? Không. Bỏ đi. Vô khuyến mãi mạng đó. Chặn cái đường để tiến ra hai Baron này. Và bên phía của DK nhắm tới cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa. Họ có được hai cái trụ liên tiếp đang gặp nguy hiểm. Tiếp đánh tiếp đến bên phía của Top Esports. Moham đang rất thấp máu rồi nhưng Moham né được làm chậm và Kingan thả người ôi sao rồi. Đúng là anh Kingan có khác, chúng nó đánh em thì anh đưa dẫn vật ra để chúng nó đánh anh tiếp, chứ bây giờ là đồng đội chạy được rồi đấy. Nhưng Kingan thì có chạy được không khi mà Cream và Mayco đang có mặt đây để vào nện vào lính. Mayco tốc tiến vào bên này và quăng ghế chúng rồi. Kingan sẽ bị thả diều ở pha thi đấu này với nội tại của quân bài là Brum. Bên này cố gắng lao vào bật chiêu cuối nhưng sát thương đến từ Cream là quá nhiều, bởi vì cái đường đó là một cái đường cũng không có tầm nhìn đến từ bên phía của Top Esports thì họ sẽ nhắm tới con rồng này một cách dễ dàng hơn. Ba rồng dành cho bên phía Top Esports và DK bây giờ họ đang thua rất sâu sau đối phương rồi. Niềm tin của họ ở thời
thời điểm này là một con Smolder sắp đủ stack, và hơn nữa thì đang chờ vào những cái cú lệnh sóng âm như Soulmaker khi anh chàng này cũng đã có hơn C2 nha. Lớn. Họ đang nhắm tới con rồng này cùng với cả Top Esports, chúng ta sẽ có một cuộc cạnh tranh. Thôi 369 nó cầm cái đống đồ rồi sao nó chết đây ta? Nhắm tới Baron. Nhưng mà nếu mà nhảy ở có đại băng tiễn nha, có đại băng tiễn nha. Mình nghĩ là bắn ai là chơi được hết á. Thì khép góc đối phương từ xa, Kingen đang dịch chuyển ra đằng sau lưng hang rồng và Cream đã có một góc đẹp. Ai đó che Soulmaker nha, dính cái đại băng tiễn là chết á. Phát hiện tầm nhìn của Kingen rồi. Bây giờ đang dồn sát thương vào rồng, ai sẽ là người ăn rồng đây? Đó là cướp được rồng. Cướp được rồng từ Lucid, nhưng Cream ở đằng sau anh ta chỉ tìm được Lucid mà thôi. Mohan mà chống chịu sát thương, Cream bấm lên mình đồng hồ. Mohan bên phía bên kia đã nằm xuống, Cream mà sử dụng phía sau bức màn để chạy về. Nhưng mà Emin đang được xả. Bên này Kingen với cả 369, nhưng mà Sport sẽ là người lùi ra đây tốt hơn. Lucid đã không còn chiêu cuối nữa, một cái đại băng tiễn để khép góc, nhưng người mình vẫn đang tỉa. Lucid đang chống cự sát thương, người ta chống không được bao nhiêu sát thương cả, và Lucid sẽ nằm xuống mất rừng rồi. Top Esports sẽ nhảy ngay vào Baron. Baron để xem họ có ăn được Baron hay không. Họ đang là thua nhiều quá sau đối phương, trong khi đó Night Try, Night Try. Họ đang còn đầy đủ nhiều lượng máu ở nhiều thành viên khác nhau. Soulmaker cùng với cả mình vẫn có thể tiếp tục tham gia giao tranh. Trong khi đó thì Kingen bây giờ anh chàng này không có di chuyển, có những chặn được cái linh hồn rồng công nghệ chơi này để xem tốc độ của họ có là đủ hay không. Đây có vẻ như một con bài rum nó quá khó chịu ở pha thi đấu vừa rồi, nó che chắn được rất nhiều sát thương. Và bây giờ Top Esports sẽ có được bù lại Baron khi chiêu cuối đến từ Amin nó không giải quyết được nhiều vấn đề. Baron dành cho Top Esports. Bố lợi Baron kết hợp với 6 sâu, họ đẩy vào rất nhanh, nhưng đợt lính này cũng sẽ bị xóa đi khi có Orianna ở đây rồi. Dù vậy thì lượng sát thương được tạo ra là nhiều hơn, và 369 cũng chớp thời cơ đó phá một ở khu vực đường giữa. Nếu biết ai dạy tụi nó đánh hả? Spawner phút 15 tele bắt đầu đánh nhau nữa. Khi gần đẩy xong thì chưa có dịch chuyển, nên đây là một tình huống đánh rất nguy hiểm. Đại băng tiễn trúng vào người của Lucid rồi, nhảy vào đại băng địa chấn trúng vào Mohan. Mohan phải xuống ngựa, nhưng đó là giữa hai thế giới. Lucid chỉ xích được một người mà thôi, đó là Thiền bật bán huyết thương đi ra bên ngoài. Xoay. Rất tình bình tĩnh đến từ che đam tốt quá. Mày cô đánh ghê quá anh em. Mày cô đã dựng khiên lên che gần hết đam rồi. Bây giờ em mình đang đầy máu, nhưng mà bên phía Top Esports đang có những tình huống bọc lót nhau để về. Jackie và Cream còn đầy máu, họ thả diều và Em Minh cộng với Soulmaker không dám đẩy lên. Như vậy là bây giờ Top Esports vẫn còn đầy đủ 5 thành viên. Tuy nhiên cái lượng máu của họ thì đang hơi thấp một chút xíu so với 3 thành viên còn lại của DK. Nhưng áp lực đến từ những con lính Top đánh một game ác quá. Mấy thằng DK nó ngu, nhưng mà chúng ta không được bỏ qua câu chuyện Top đánh cái game này ác quá các bạn. Game bây giờ đang lao vào Kingen lao vào cả về macro lẫn xử lý giao tranh luôn. Kia 369 khép góc của Showmaker và em mình. 369 vẫn đang có một nửa cây máu. Đúng được lực, đúng được lực. Kingen bên phía bên này đã nằm xuống rồi, nhưng 369 thì chưa nằm. Em mình phải tốc biến bỏ chạy, và đó là 1-0. Top đánh đúng được lực đó. 1-0 dành cho Top Esports. Họ thực sự là bài bản. Ôi nhìn đam liền, nhìn đam liền. Có chừng đi lộn bên nha. Chừng lộn bên. Họ có được 6 sâu, họ có được những con rồng đầu tiên, họ có được những cái lợi thế lớn dành cho cặp bot của họ.